Mic để dưới đúng không ạ? Ok. Rồi. Và một lần nữa xin được mời lên sân khấu ca sĩ rapper Hà Lê. Vâng ạ, xin mời các anh chị chúng ta sẽ an toàn để chúng ta cùng bắt đầu với buổi gặp gỡ thân mật ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ không gọi là họp báo, buổi họp báo thì nghe nó rất là căng thẳng. Chúng tôi xin phép là sẽ gọi là buổi gặp gỡ thân mật thôi. Và quý vị cũng biết là chị Tranh là một người luôn luôn là một người nghệ sĩ, không chỉ là một người nghệ sĩ tài năng mà còn là một người nghệ sĩ rất là ngẫu hứng, rất là nhiều những cái xúc cảm trong âm nhạc và rất là cá tính, mạnh mẽ. Nếu quý vị để ý trên Facebook chị Tranh, quý vị sẽ thấy rằng là từ đầu năm đến giờ thì dường như là chị có một cái tinh thần rất là hứng khởi, rất là nhiều năng lượng tích cực. Gương mặt của chị thì em thấy rất là sáng, rất là rực rỡ, và chị chia sẻ những cái thông tin rất là vui trên Facebook của chị. Và cũng chính vì vậy mà năm nay Quân nghĩ rằng là một năm rất đặc biệt của chị. Và có lẽ chị đã chọn năm nay là một năm mà có thể nói năm Giáp Thìn, là một năm có thể là rồng bay, và chị cũng sẽ thăng hoa trong âm nhạc, đúng không ạ? Và chị xin chị hãy chia sẻ một đôi chút cái cảm xúc của chị cũng như là lý do chị quyết định là tổ chức cái live concert vào năm nay ạ. Đầu tiên phải nói là tại sao có cái live concert này, đó là phải nói là chúng ta có cuộc gặp gỡ với Hà. Trong đây show thì là sự xuất khí, trước đó thì có rồi nhưng mà nó không sâu đậm. Có một show của bạn Kiều xong rồi bạn đi mấy năm không gặp, thì tới show với Trí. Từ cái cuộc trong cái show ngày hôm đó xong thì chị em thân mật hơn. Và sau khi mà nghe Phương Thanh sẽ tổ chức sinh nhật cái năm nay quần tráng cái đây cho nó, chứ lại chưa nghĩ ra cái show luôn, thì Hà nói chị ơi chị làm đi, em làm cho chị. Đó là cái câu đầu tiên. Thế là Phương Thanh đi về quê và bay ra Hà Nội, thế là chị chốt trong vòng một ngày là xong luôn. Đó là những người đàn bà ngẫu hứng nhưng mà rất quyết liệt, tuyệt vời. Thứ hai nữa là đó là cái duyên của cái người đồng hành cùng với Phương Thanh và công ty Ngọc Việt bán vé rất tốt. Em làm show lỗ cũng rất nhiều cho nên không dám làm nữa, vì như vậy không bán vé được. Cho nên là công ty Ngọc Việt sẽ làm cái đơn vị mà Phương Thanh không phải lo về bán vé, toàn tâm toàn ý hát tất cả mọi thứ. Ngày xưa bán vé là bác Hoàng Minh Tuấn phải ôm hết tất cả mọi thứ, thì bây giờ là có công ty Ngọc Việt của Hà lo hết cho Phương Thanh những việc khác thôi, và tổ chức chương trình. Tất cả mọi thứ là về đời thường là đã xong. Còn về mọi người biết Phương Thanh là rất là văn minh. Phương Thanh có làm cái hành trình ngược dòng thiên hương. Con gái mà tự nhiên mặc áo rồng, mọi người nói sao không mặc áo phụ mà lại mặc áo rồng. Thì Phương Thanh mới nói rằng là Phương Thanh tuy con gái nhưng mà mệnh là An Đại Thiền. Thì mệnh An Đại Thiền thì cái áo là mặc áo rồng thì có phải năm thiền không? Kéo dài mười mấy năm và ngồi chờ 10 năm, cứ như chờ 10 năm. Thì khi mà nhận được lời mời của Hà Khói thì năm thiền mệnh rồng, làm tại đất Thăng Long thiền long rồng thăng luôn. Thì em nghĩ chưa làm em đã nghĩ thắng rồi.
về những cái mà Nguyễn đơn giản nhẹ nhàng, là có cái đức tin và có cái niềm tin là như vậy, và tất cả mọi thứ nó xảy ra đúng như ca như vậy. Và chỉ chốt trong vòng một ngày trong một cái quán nhậu ngoài đời đường, chốt xong là lên luôn tất cả mọi thứ, là vừa bị lên luôn chương trình, tất cả mọi thứ là chốt luôn trong ngày hôm đó, tất cả mọi thứ xong. Thì tôi đang nghĩ rằng là khi mà cái thời vận mình nó tốt, chỉ cần có sự đồng ý và tất cả mọi người thuận ý là cái đó mình được, còn mình tính mãi không có cái trận là mình chưa được, cho nên Phương Thanh đã được đầy niềm tin và đấy là những chia sẻ đầu tiên của chị, đúng không ạ? Có thể nói rằng là chị có một cái chị nghĩ năm nay sẽ là một cái năm rất là thuận lợi với chị, mọi thứ nó đều đến một cách mặc dù là có thể là ngẫu nhiên, nhưng mà nó lại rất là vừa mặn, rất là phù hợp với lại cái tinh thần, cái năng lượng của mình đang có. Và chị đã quyết định làm cái show này dường như là chỉ trong một cái buổi chiều cà phê thôi mà cũng có thể quyết định được rồi. Thế thì với bên công ty Ngọc Việt và đơn vị tổ chức thì Ngọc Việt cũng đã tổ chức rất là nhiều show cho rất là nhiều các nghệ sĩ, và đặc biệt là một công ty rất là nổi tiếng ngoài thủ đô Hà Nội. Tại vì đơn giản là nó trong tầm tay của Phương Thanh, mà khi hai chị em gặp lại thì cũng có vài show đi diễn, show này cũng thích chứ. Em làm đi, em làm một cái live đi Thanh ơi, rồi quay tiếp chúng ta sẽ quay. Tại vì cách cũng 10 năm mà, mười mấy năm thì quay lại thì em làm đi. Đó, nói chung là Simplex thì chỉ có khích lệ và luôn luôn á là nói với Phương Thanh em làm đi. Nắm trong tầm tay của Phương Thanh thì là Simplex là người ok, chị thì sẽ đứng sau em. Hồi trước thì chúng ta đứng ngang hàng, là vì sao? Là vì là chúng ta cùng nổi, làm sống sang đó là cùng gồm với em. Thì bây giờ thì chị là già hơn em mà, già hơn tới gần 10 tuổi lần đó, cho nên là chị sẽ đứng sau em. Em còn trẻ. Các này phải trước lời thì nó có câu hay, chị yên tâm là em sẽ đứng sau chị. Em đẩy chị lên chị nói cho chị. Khi Phương Thanh nói chị xin lỗi, Phương Thanh mạnh mộc, chị xin mạnh mạnh. Cho nên Phương Thanh lùi ra sau một bước, châm dầu và đốt lửa. Thì rồi mình sẽ đứng sau đây được. Tất cả chúng ta lên sân khấu hôm sau khi bảy mươi đều là của Hoài Quỳnh. Yes. Lên lên sân khấu là chị xin lỗi em trước giờ, chị là 18 tuổi mà ai nói 20 tuổi thì giận. Ok, nói chung là ca sĩ gặp nhau chỉ cái sự mà máu me của sư lớp đi Phương Thanh là tương đương như nhau. Chị hy vọng là khi mà em về làm chị lên hát, khi mà chị báo tin á, báo đương nhiên là chị phải báo trước cho là em cũng biết là ở làm thì vẫn phụ thuộc vào công an phường về công an rồi già làng rồi này kia phụ thuộc nhiều lắm. Thế đó là sư lớp phải đi cưa hết. Đó là cái ngày 12 tháng 5 là lai công sứ còn chi. Yeah, chỉ cần loa kẻ kéo thôi. Phương Thanh đã nói là chỉ cần loa kẻ kéo thì nó hết thôi. Các sĩ lúc về làm thì ta hát nhẹ không được không mãi. Trời ơi, rồi riêng cái vấn đề này hát áp tiếng loa luôn. Cái loa thì nó cũng cần mua đá mẹ khi được cái loa này. Thôi, nghệ sĩ từ đây lai đi mình không có đá mẹ đá ra. Sorry, đừng biết đá thôi, sorry. Ok, vì khi mà tưởng tượng như thế thôi là đã thấy là tại vì làm xuyên tết nhất nói chứ mà người ta rất là máu nghe, người ta cứ hóng chờ đợi cái ngày Phương Thanh sẽ tới là Lê Tư Nha, phường Quang Trung, là Lê Tư Nha là tên và thuộc về phường Quang Trung thì sẽ rất là rầm rộ, nhưng mà xuyên tết phải báo công an dù lúc mình làm mà mình không báo á, công an bắt đó, chính xác luôn. Và chị đã từng được mời lên phường, yeah. Sư Lách đã từng được mời lên phường là vì là đi kiếm trận. Ông nhìn ha, chị được mời lên phường là vì tại sao hát hoài mà không báo cho phường. Bây giờ Sư Lách mới biết. Không, chị báo luôn đó, báo trước luôn rồi đó. Bây giờ là mình phải thông minh hơn rồi. Hồi xưa không biết, người ta nói chị ơi em có cái phần quà này em muốn tặng cho làng chị. Thì mình cứ làm thôi, mình đâu có biết đâu mà mình đâu có lấy cái quà đó cho mình đâu. Mình lấy cho buôn làng mình vui quá trời, người ta giúp mình kiếm cho mình quá vui đi. Cho nên là quên mất công an phường, quên mất. Mình chỉ nghĩ là đâu quá chị chưa nói bằng thật, chị nói là công an phường. Và bây giờ Suplex đã báo trước không thấy nhậu, còn lâu quá chị mình nói trước đi. Tại vì Suplex già rồi, nhiều lúc không
nhớ đi đi không nhớ luôn. Hồi nãy mới mới tập đó. Ok, đương nhiên chị cũng nói và nhiều chị cũng nói là tới lúc đó chị thuộc em không chưa xin phép. À chưa xin phép à? Tụi em cũng ra qua bắt trường hợp mà làm thôi. Là một đồ ra quá là một xin phép chị em đem biết mình là chị siêu quá lớn tuổi khi một bạn mới tuổi đau đầu ấy. Đau đầu kinh khủng. Có màn hình không? Oh yeah, không cần phải học nữa. Yes, ok. Bây giờ thì dừng lại cho em đó, nói vậy thôi. À, chúc các bạn à, quên, à, chào tất cả các bạn à, à, báo chí đã có rất nhiều gì. Bây giờ chúng ta phải lưu lại, nói dừng lại. À, xin phép cho các bạn tài à, báo chí rồi fan của giả của Phương Thanh. Mà tất cả các fan của Phương Thanh thì như có bà siêu đó. Nhưng mà có một hai người cũng mời chữ bà siêu đó. Ok, không sao, I love you. Love you. Cảm ơn chị Siêu rất nhiều ạ. Vâng ạ, à, mọi người thấy rằng là với các anh chị mà cùng thế hệ với nhau đúng không ạ? Họ rất là hợp nhau, rất là hiểu ý nhau, ăn ý nhau, kể cả trên sân khấu, kể cả ngoài đời. Rất là hợp với tính cách của nhau nữa và biết để giữa đúng không ạ? Ồ, ok. Rồi. Tiến Đạt, bác Hồ Vinh Tiến Đạt, bác Hồ Vinh
phải tính. Và ở Sài Gòn chắc chắn là anh Tài phải lo cho em. Anh Tài mà ví dụ em chỉ có ca thì âm thanh 50%, anh Tài sẽ đánh đồ 100%. Và hôm nay có đạo diễn Cường Nô từ Mỹ muốn mời show này qua Mỹ luôn ạ. Diễn viên này đánh Trương Minh Cường, đáng nhớ Tăng Bảo Quy là những thế hệ cũ, nhạc sĩ Thái Hùng, siêu mẫu của phim kịch Model Đạt Kio, rất là nhiều, nhiều lắm ạ. Là... rồi bây giờ chúng ta 1, 2, 3D chúng ta lên nha. 2, 3. Yeah. Cổ sức cái mồm mãi, cái nữa mà xài hoài nó sẽ tàn, và tàn không có, không có còn vốn để mà mình xài lại, cho nên chúng ta phải tự dập tắt ngọn lửa của mình, để cho khi mà tất cả mọi thứ này dặn trở lại, mình sẽ trở lại sân khấu không phải bằng lứa tuổi mà bằng thân xuân của năng lượng tinh thần. Và xin thông báo lời hôm nay đầy đủ. Bởi vì Thư Thanh có một cái cộng đồng rất là mê mị, rất là yêu quý. Trong show chỉ có hai con chim le le là Thư Thanh và Xin Bách thôi. Như vậy đủ để thấy rằng là với đội hình này và cả ban nhạc và tất cả các quý vị quý vị, trong show chắc chắn là Thư Thanh sẽ được cưng hết. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn rất nhiều. Em với chị là hơi dưng dưng rồi đấy. Bây giờ vậy thì hai đứa chim La La có thể nhá hàng một tí được không? Nhá hàng một tí được không? Được đúng không ạ? Có thể biết là chọn tới đâu như thế nào? Thì một sự kết hợp lan tỏa như vậy, trước khi các bạn xem xét hiện tại, các bạn rất là hot. Các bạn có những cái thành phần mà khán giả cũng như rất trẻ, để mình có thể mời các bạn cùng cập nhật luôn với trẻ, rồi mình cùng dàn với nhau để mình có nhiều năng lượng trong một cái show. Đó cũng là một cái tính toán gọi là rất là khôn để gọi là thích nghi kết hợp và để có thêm năng lượng rất nhiều cho tất cả. Bởi vì ai cũng cần có sự tươi mới, nhưng không ai có thể bỏ đi cái cũ và để chiều sâu của mình được. Nhưng đó là sự kết hợp. Chúng ta nghĩ là mọi người đã khen ngay từ khi mà cái danh sách khách mời lên, mọi người đã khen ngay, và khi mà sơ đồ vé chưa có là mọi người đã mua vé ủng hộ, mình thích cái đàn khách mời thật sự là thích, vì họ thấy là trong đó có một sự kết hợp của các thế hệ. Đầu tiên họ thấy được cái sự đoàn kết, yêu thương, trân trọng, chia sẻ của ba thế hệ trong đó. Đó là điều mà ngay từ đầu biên tập là toàn bộ team đã nghĩ ra điều này trước, để cho mọi người thấy được là tuổi trẻ cũng có, trung trung cũng có, mà chiều sâu vẫn có. Cho nên trong cái show này thì giám đốc âm nhạc Hường sẽ là cái người mà mệt nhất. Nhưng mà may mắn một điều là ngày xưa khi làm show á, trước một tháng mới có cái list bài hát, nhưng mà bây giờ trước hai tháng là đã có hết trong rồi. Rồi cho nên bảo đảm show này âm nhạc sẽ rất hay, chắc chắn âm nhạc sẽ rất là hay và sẽ rất là vừa tai mọi người. Nhưng mà nhờ bị chê, như nhạc sĩ Đức Ký đã từng nói, nhờ bị chê thấy ghét, thấy tức một cái vùng bị ấn tượng nhớ lại không quên. Đó gọi là cái nét riêng của mỗi người nghệ sĩ phải có. Còn hay dở là tùy theo người nghe. Có những lúc họ mệt mỏi, cho họ nghe nhạc buồn họ không thích, tôi thích nghe nhạc nặng. Tôi thích cô Phương Thanh gào hát thì có bỗng nhiên mình lại hay. Và khi mà mọi người thấy bỗng nhiên hay mà cần tự nhiên mình lại hát. Cho nên cái đỉnh cao nó tùy thuộc vào cái khán giả cần. Và khán giả họ cần nhiều thứ khác nhau. Hôm nay dòng nhạc này, mai dòng nhạc khác. Hôm qua tôi yêu Phương Thanh nhưng ngày mai tôi thích Minh Hằng hay là Bảo Thi, là vì tôi thích nhẹ nhàng. Cô Phương Thanh với cô Xin Bách khác nào cũng hiểu nổi. Đó là cái chuyện họ cần, họ sẽ thích. Còn Phương Thanh đã có chỗ đứng, bây giờ Phương Thanh sẽ tìm chỗ ngồi. Và ngồi nơi đứng. Chỗ đứng rất là của thời trẻ, khi mà mình vùng vẫy, mình mạnh mẽ và bất nguyên tắc. Nhưng chỗ ngồi đó là chỗ an vị. Cái tập tuổi của Phương Thanh bây giờ là tìm chỗ ngồi, nhưng xung quanh phải rất là nhiều nhân tài. Xung quanh Phương Thanh phải rất là nhiều nhân tài, những người tài giỏi là những người mà luôn sẵn sàng, không phải đứng đằng sau đâu mà đứng dàn hàng ngang kế bên. Khi mà mình có những người đồng hành với mình tuyệt vời, mình chẳng phải lo gì nữa thì mình ngồi hát vẫn hay như thường.
già quá đi cuốc tóc hai đúng không được. Ngày xưa là con nói chung tất cả mọi thứ bây giờ nó thuận theo tự nhiên, đỉnh cao của mỗi thời điểm ngồi mà sâu mà lan động hơn ghê hơn đứng. Nhưng mà cái chỗ cái đỉnh cao không phải chỉ ngồi không, mà con muốn đứng, con muốn ngồi trước để mà đứng với các bạn trẻ, quậy cho mình trẻ, cho mình có năng lực ngồi chung với những người hợp với mình ngồi, để mình được phát acoustic, được tâm sự bằng những tiếng đàn guitar bình thường thôi, nhưng mà đầy nội tâm và đầy chiều sâu, bởi vì cái tầm tuổi này là không có chiều sâu nữa thôi. Tất cả những gì mà ngày xưa anh còn đông cạnh mà đã có sự thành công gọi là chỗ đứng, bây giờ có chỗ ngồi đẹp, có tất cả mọi người mà lại còn lan tỏa được năng lượng, cái đó là một điều tuyệt vời, không phải chỉ mình có được. Tất cả những cái điều đó cuối cùng ra là mình có còn được sáng tác thêm nữa hay không mới là điều quyết định mình có lẫn chỗ đứng lẫn chỗ ngồi. Rất mong các nhạc sĩ hãy sáng tác cho các ca sĩ chúng ta cùng đồng hành. Bây giờ nếu mà sáng tác như các bạn trẻ đảm bảo nhạc sĩ già hay ca sĩ già không làm được đâu, thì mình không thể quay lại, nhưng mà mình sẽ có những bài hát để đồng hành cùng nhau, đi cùng nhau và cùng dìu nhau. Bởi vì hôm nay Hương Tân xin nói một câu rất tình cảm, rất xa, chỉ có khi những người bạn thế bên mình thôi biết ra đi, chúng ta mình thấy cuộc đời không còn gì quan trọng nữa, và những giây phút cuối cùng của mình phải là những người thương mình, hiểu mình, thấu hiểu cho mình và vượt mình đi, chứ không phải chỉ yêu thương bên ngoài xong rồi giận hờn. Chắc là mệt lắm rồi, rất là mệt rồi. Chính những cái điều chắc đó làm cho cái tâm mình nó lung tung, và cái gì mình cũng sợ, sợ ra cái số đại họa sĩ của mình cũng không có. Thông điệp của những người đã có chỗ đứng và có chỗ ngồi, nó thông điệp cuộc sống rất là rõ ràng. Chúng ta cần sự kết nối, cần truyền tải cho nhau năng lượng, và những điều mà chúng ta học được trong cuộc sống là những cái điều chúng ta truyền cho nhau và dìu nhau đi. Chúng ta nhận được. Mà tụi em là dìu bằng tâm nhạc. Nghệ sĩ như em chị Siêu có tìm nhiều đâu khám phá thôi. Dạ. Nhưng đủ một tinh thần chơi hết mình, đủ một những cảm xúc sâu sắc thì có thể gọi là ngồi tâm sự nhưng mà kéo hết cả những cái điều đó ra. Và A Nữ chia sẻ với nhau rất là ấm áp và cảm động. Cảm ơn chị Trang rất nhiều. Tôi đang không thích những cái gì đã kết hợp quá nhiều, quá kiểu, lại phải tìm trò, lại phải tìm những cách khác. Show khác với nhau luôn bình thường, nhưng nấu mà chất cũng phải như vậy. Thì khi mà đã hiểu nhau như Phương Trang với chị Siêu á, thì sẽ chọn bài gì? Khi Phương Trang với cô Lô thì sẽ chọn bài gì? Và kết hợp giữa Phương Trang với Hà, với chị Siêu sẽ làm như thế nào? Chắc chắn là ba cái này sẽ là bất chất Phương Trang. Và trong bất Phương Trang kết hợp với nhau để vừa thành công thì phải gọi là về đạo diễn và giám đốc âm nhạc sắp xếp như thế nào. Còn em nói trước với đạo diễn là chị báo trước các học viên sắp xếp toán chúng tôi sẽ nói quên đi đi được khác cái đáng chiều. Nói chung là em là những thành phần rất tốt nghiêm đắc, sau một đàn đi một nẻo nhưng nói là nghệ sĩ. Thì cái khách mời Bono này
bản thân em vẫn chưa thấy có sự tương quan tương đồng gì giữa hai người, thì cái ý tưởng mời khách mời này là của chị hay là của nhà tổ chức để mình có thể bán được vé nhiều hơn, và chị có thể nói rõ hơn là chị và Bono sẽ hát bài gì, phong cách gì, có một cái chi tiết đặc biệt hay không. Câu thứ ba là từ hai câu thôi rồi từ tới thứ ba thì không lớn tuổi hay quên đó. Trả lời hai câu trước thì trả lời được không? Được, chị... được ạ, được ạ. Câu số 1 câu gì quên? Làm trường anh hai, làm trường ạ. À. À, khi mà hôm nay có sơ ai cũng nghĩ là tại sao có làm trường? Đầu tiên phải nói rằng là khi chúng ta có được làm trường vậy. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thêm sự đồng hành của học viện để có tới 3 live show rồi. Thì chắc chắn mình sẽ phải có một live show, không muốn có mãi tôi bị giữ bây giờ đó. Đó, cái điều đó là rất là quan trọng. Thì Lam Trường sẽ phân xét xuất hiện một trong 3 show của mình thôi. Không thể nào thiếu Lam Trường được. Nhưng mà show đầu tiên Lam Trường xin phép phóng mặt thì lúc hôm nay là Lam Trường đã bận bận cái lịch đã bút bên những giờ mà bên những bút rồi không tỏ. Chứ đọc em là nó khác, tính em nó ngang ngược nó khác. Nhưng mà anh Lam Trường là nhận lời là được nó khác. Và khi mà chỉ có một show thôi thì chúng ta rất khó trả lời cho anh Trường, và tới ba show thành đoàn sẽ có mặt trong một show có thể là Sài Gòn bao gồm. Câu thứ hai kết hợp với Mono ạ, có gì đây là một trong những cái con này nhớ rồi, đây là một trong những trường hợp không ai tin được, nhưng nếu em làm được giọng của chúng ta giọng Mono hoàn toàn không hợp nhau. Nhưng mà em đã từng hát những trường hợp không hợp, vẫn chẳng hợp. Biết đâu em mời Mono vào để Mono làm màn tử, em là không muốn thì sao? Em nghe xin lỗi chính là cái đó hồng gai của em là đó hồng gái. Nửa lần nào nhà thiết kế thiệt nhật cắt cái dấu sắc em tưởng là gai. Em quá gai góc và không cần gai, em nói là chị là đó hồng gái chứ không phải là đó hồng trái. Mọi người đồn em giới tính của em căng thẳng mấy chục năm nay em không có cơ hội, nhưng mà mỗi lần em nói người ta nói là đẻ con để mà đúng đắn giới tính cũng không cãi được, mà bây giờ em cũng không cãi được rõ ràng, cho nên là đó là không có cái đấy. Có những điều mà đã hồng gà đúng rồi, có nghĩa là có những điều mà chưa chắc hợp lý đã hay. Trong một cái show phải có nhiều cảm xúc khác nhau, mọi người cứ nghĩ là không hợp nhưng cuối cùng là còn mà hợp như vậy là hồi em hát thì siêu là cao thẳng luôn, thì lại thành một tiết mục bất nguyên tắc, tức là sẽ có những cách để mà họ không nhằm đánh cảm xúc khi trình diễn, bởi vì em mấy chục năm rồi khán giả biết em chỗ nào để giọng biết hết mà, nhưng em sẽ cố gắng không để